Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Cách thể hiện của Vương Nhất Bác với Lý Băng Băng chiều lời diễn được Sinet Kenny quy cao. Vương Nhất Bác nhận được nhiều lời khen về hành động lịch thiệp của mình với đàn chị trong Happy Camp. Gần đây Happy Camp, khoái lạc đại bản doanh đã tiếp đón rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đến chơi. Trong đó có chiều lời diễn Vương Nhất Bác, Lý Băng Băng, Hàn Canh, Trần Học Đông và các nghệ sĩ nổi tiếng cùng đứng chung trên một sân khấu đã tạo nên nhiều điểm nổi bật. Biểu hiện của Vương Nhất Bác đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì hành động lịch thiệp của một chàng trai dành cho phái nữ. Hành động vô thức này đã thu hút rất nhiều người qua đường, anh chàng lại có thêm một lượng fan lớn. Vương Nhất Bác luôn nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự lịch thiệp, phong độ của mình từ khi ra mắt cho đến nay. Ngoài ra, fandom của anh không gây rắc rối hay có hành động phản cảm nào, nên có được sự yêu thích của người qua đường. Sau khi nổi tiếng, anh chàng cũng không thể tỏ vẻ chạnh chọe của một ngôi sao hạng A và tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ để trở thành tấm gương tốt cho thế hệ trẻ. Trong quá trình chơi trò đối kháng với Lý Băng Băng, Vương Nhất Bác chọn buông bỏ vũ khí là chiếc gối trắng trong tay dưới sự ngỡ ngàng của nhiều nghệ sĩ và chỉ dùng sức né tránh những cú cua quào của nữ diễn viên họ Lý. Dù chỉ dùng hành động né, nhưng anh vẫn là người thắng khi sử dụng nhiều chiêu thức, làm cho đối thủ mệt mỏi rồi mình mới xuất chiêu. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.